Quyền Linh xin kính chào quý vị. Một năm trôi qua thật là khó khăn, thật là nhiều điều ám ảnh, thật là sóng gió và giông bão. Nhưng mà năm 2022, Quyền Linh nghĩ rằng là một năm bứt phá, một năm bùng nổ, một năm rất là nhiều điều ấn tượng. Năm 2022 này sẽ có rất là nhiều điều mới lạ. Theo tiên đoán của rất là nhiều chuyên gia cũng như là nhiều nhà làm kinh tế thì năm 2022 là một năm tuyệt vời quý vị nhé. Nhân dịp đầu năm mới, Quyền Linh cũng xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt là thiệt là nhiều may mắn luôn. Năm 2022 sẽ là một dấu ấn dành cho tất cả chúng ta. Chúc mừng năm mới, tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Xin chào quý vị khán giả, nhân dịp năm mới thì Ngọc Lan xin phép được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Đặc biệt thì năm nay Lan xin được gửi lời chúc sức khỏe. Là chỉ chúc sức khỏe thôi, bởi vì 2 năm vừa qua thì chúng ta trải qua một cái trận chiến rất là khốc liệt. Nó ảnh hưởng đến cả toàn thế giới luôn. Và sau 2 năm thì Lan nhận ra một điều rằng là phải có sức khỏe. Tại vì nếu như chúng ta sức khỏe không tốt thì trong những ngày Tết thì chúng ta không còn đầy đủ thành viên để mà cùng ngồi quay quần với nhau ở bên mâm cơm ngày Tết. Cho nên rằng là năm nay Lan xin phép được gửi chúc sức khỏe. Mọi người phải thật là nhiều sức khỏe trong năm mới. Và hy vọng rằng sang năm mới thì chúng ta có thể đuổi được đại dịch đi biến mất đi, đừng có xuất hiện nữa, để chúng ta có thể quay trở lại với lại công việc của mình, làm tiếp những cái dự án mà còn dang dở trong năm vừa rồi. Chúc mừng năm mới. Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong một ngày đầu năm mới như thế này, với hai bộ áo dài rất là xinh tươi, phải không quý vị? Và hôm nay chúng tôi gặp nhau không phải là để kết đôi những cái mảnh ghép với nhau, mà là chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với lại quý vị khán giả, cũng như là sẽ cùng điểm lại những cái điều mà trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã làm được trong thời gian vừa qua. Cái đầu tiên thì Quyền Linh sẽ thay mặt cho Bạn Muốn Hẹn Hò xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới, chúc hạnh phúc, chúc an khang, chúc thịnh vượng và đặc biệt là chúc thiệt nhiều may mắn luôn. Ngọc Lan thì ông Mai sẽ tặng cho một bao lì xì đỏ luôn. Cảm ơn ông Mai. Chúc mừng năm mới luôn. Chúc Ngọc Lan năm mới sẽ có nhiều điều mới. Cảm ơn ông Mai rất nhiều. Và riêng Ngọc Lan thì xin được phép chúc ông Mai có thật là nhiều sức khỏe, để ông Mai tiếp tục cái hành trình đầu tiên làm cái công việc mai mối như là 10 năm vừa qua. Ngọc Lan cũng có bao lì xì, để lì xì cho ông Mai nè. Thì lì xì qua lại cho nó vui ha. Dạ. Đem đến mọi điều may mắn. Giá như bây giờ Quyền Linh có thể lì xì cho quý vị qua màn hình thì cũng lì xì luôn á ha. Lì xì một chút lọc đầu năm thôi. Quyền Linh là người đồng hành từ giai đoạn đầu tiên cho đến bây giờ thì Quyền Linh thấy rằng là với Bạn Muốn Hẹn Hò chúng tôi có những điều thật nhất có thể. Chúng ta tính ra được rằng là khoảng độ hơn 20% từ 30% là họ đã kết hôn với nhau. Những người làm mai làm mối như Quyền Linh Ngọc Lan rất là hạnh phúc, quý vị biết không. Một cái đám cưới diễn ra họ vui một, nhưng mà những người thực hiện chương trình, cả một ekip vui đến 10 rồi. Và ấn tượng nhất trong thời gian qua đó chính là cặp đôi không bấm nút hẹn hò với nhau nhưng họ đã đăng ký kết hôn với nhau. Wow. Dạ, em tên là Trần Thị Tứ, em sinh năm 94 ạ. Em đến từ Bình Định, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Rồi, bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh. Em và chị em rất là thích chương trình này. Em muốn là khi một lần mà nhấn nút sẽ cho nhau một cơ hội thật sự, chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chứ hôm nay thôi còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả. Hai bạn đến nay là cũng có duyên rồi thì nên cho nhau một cơ hội và tìm hiểu sâu hơn để mình cùng tiến tới những cái bước tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ, em cảm ơn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ngọc Lan cũng có những cái câu chuyện ở trên sân khấu các bạn không bấm nút, nhưng chúng tôi vẫn khuyên các bạn là khi mà xuống sân khấu các bạn hãy cứ làm bạn với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà còn cái câu chuyện là không bấm nút nhưng mà là đã kết hôn với nhau thì quả thật là mình chưa có chứng kiến. Nên là có lẽ là cái cảm xúc này là ông Mai sẽ là cái người hạnh phúc nhất luôn á. Tại sao em lại không bấm nút? Dạ thì như bạn Nam chia sẻ thì bạn thích một người vui tính, còn tính của em thì nó hơi trầm. Yêu cầu của em không hợp với bạn gái.
Nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó, mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em bị tác động không? Em trai thì chỉ góp ý cho em thôi, chứ trước giờ là mọi quyết định là ở em hết. Thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này, bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi. Đúng vậy. Nhưng cuối cùng họ đã lấy nhau rồi, cho thấy rằng bạn với họ ngoài cái phận ra còn cái duyên nữa nha quý vị nha. Cặp này thì có gửi thiệp cưới và ekip đã đến tặng quà để chung vui với hai bạn luôn. Trời ơi. Rồi, chương trình thời hôm nay em rất vui và em ra cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nhờ cương chương trình mà tạo được điều kiện cho em và anh. Dạ, chắc là tại anh Tom kiên trì với chị. Chắc là ngồi đường hiểu kỹ hơn với chị thì nó sẽ hiểu sâu hơn, thì hai đứa cảm giác hợp hơn với chị. Đâu phần là dịch nó bị gián đoạn nên cũng ảnh hưởng tới năm tư của hai đứa. Anh cũng mất nói. Dạ, những lúc cần nói nhiều thì cũng nói nhiều với chị. Cặp tiếp theo mà Quỳ Linh nhớ đó là cặp Văn Đức và Thúy Quỳnh ở tập 9 Ông Mai Hẹn Hò, bởi vì câu chuyện đó là câu chuyện trong mùa dịch. Bây giờ thì hai bạn chưa thấy mặt nhau, chúng ta sẽ giới thiệu về mình và trao đổi chút xíu rồi mình sẽ gặp nhau nha. Ông Mai Hẹn Hò tức là cái giai đoạn là chúng ta bị giãn đúng cách. Đúng rồi, giãn cách chúng ta không có lên sân khấu được, không có tập trung vào quay được, mà chỉ có Quỳ Linh ngồi ở nhà và chỉ có cái điện thoại thôi. Em chào anh Quỳnh Linh ạ, em chào ekip. Thì em xin giờ tự giới thiệu, em tên là Đào Thủy Quỳnh. Em năm nay 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh và hiện tại em đang công tác tại Bình Dương ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào các bạn, các anh chị trong ban biên tập, chào bạn gái bên kia. Em tên là Đức, em 32 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Hẹn hò online nó khó vô cùng tận luôn á. Lúc mà mình gặp được họ trên màn hình thì sóng họ yếu quá tắt. Rồi hai người đang nói chuyện thì sóng yếu quá rớt mạng. Hai bạn đã có một cái cuộc trò chuyện từ nãy giờ, chắc chắn chúng ta cũng đã hiểu được phần nhau rồi. Bây giờ thì anh Linh sẽ đến từ 1 đến 3, chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem mình có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, đưa trái tim hay là đưa quyết định là bạn bè. 1. Mình cần tìm một người đó thậm chí có thể hơn mình 1-2 tuổi, nhưng mà chín chắn mà trong suy nghĩ và trong công việc tức là đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình. 2. Mình thì không có thích làm đám cưới, nó quá to, với lại nó không có thích làm, mình chỉ thích làm đám cưới nhỏ nhỏ, nó chỉ là đơn giản thôi, tức là tìm được một người mà có thể tâm đầu ý hợp với mình, cùng chia sẻ cuộc sống mình thấy hạnh phúc rồi. 3. Mình cảm nhận thấy mình gặp đúng người mình tìm. Bắt đầu. Chúc mừng hai bạn nha. Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Để kết nối những cặp đôi hạnh phúc, chúng tôi cảm nghĩ rằng là hạnh phúc của họ cũng chính là hạnh phúc chúng tôi, nên tôi rất là cố gắng. Và cặp đầu tiên trong mùa dịch mà kết nối online, họ đã cưới nhau. Trời ơi, vậy là cái khoảng thời gian nó rất là ngắn luôn á. Nó ngắn luôn á. Rất nhanh. Thật ra khi mà cái chàng trai tỏ tình á, đang chuẩn bị nói tình yêu thì rớt mạng. Thật ra các anh em kỹ thuật rất là vất vả trong thời gian đó. Áp lực lắm. Áp lực lắm. Thật ra cái cặp đôi mà đã cưới nhau trong kết nối online, ông Mai Hàng Hò đó, rất là vui. Nên đó là một cái điều mà Quỳ Linh đáng nhớ nhất trong mùa dịch. Cặp tiếp theo là Văn Toàn và Thùy Duyên, trai Long An và gái Lâm Đồng, tập 734. Chào em. Dạ em chào. Hôm nay anh đến chương trình. Dạ. Phía sau anh có cái lời nhắn. Dạ. Nếu mà sau chương trình đó em có bấm nút á, cái lời nhắn đây hãy đọc. Dạ. Còn nếu không thì anh xin lại lời nhắn. Còn nếu không thì anh xin lại lời nhắn. Dạ. Dạ. Anh có là người hay ghen không? Anh có ghen. Nhưng mà anh ghen theo đúng cái trường hợp như thế nào? Ví dụ em là bên kinh doanh, em đi gặp đối tác. Đối tác có thể là nam là nữ, cái đó mình không có thể là control được. Anh ghen nhưng mà em đi em nói anh trước, đối tác em dậy, em về em kể anh nghe thì anh sẽ thông cảm, nó chuyện bình thường. Còn nếu như mà em giấu anh chẳng hạn, em có một cái gì đó nó mờ ám mà để tự nhiên anh phát hiện ra thì cái đó thì anh sẽ ghen á. Yeah. Anh sẽ điều tra đó. Chứ em mà ngay thật thà ngay lúc đầu thì không sao được, thoải mái đi em, dễ lắm. Tức là có cô gái lên múa cực sung luôn, chàng trai thì đi Nhật về. Thật ra cô gái múa dễ thương lắm, cứ đứng qua vậy.
Dễ thương quá. Dễ thương em nhiều. Hình như cái múa đó nó để lại ấn tượng cho chàng trai. 1 2 3. Bóc hết rồi. Và sau 6 tháng hẹn hò, họ đã cưới nhau. Ekip chương trình cũng đến tham dự được lễ cưới cùng các bạn đứng ở Long An nè. Hình ảnh mà cũng rất là thú vị, nếu như lúc đó Quỳnh Linh đi được thì cũng rất là hay luôn. Hôm nay em rất là vui bởi vì nhờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà em đã tìm được một nửa cuộc đời mình. Thì em rất cảm ơn ban biên tập chương trình, đặc biệt là Chúc là người đã mai mối suy cho tụi em, tìm hiểu rất là kỹ càng về những tâm tư nguyện vọng của tụi em. Hôm mà nắm tay trên chương trình đó, anh già nói với em chỗ như là bị điện giật cái gì hay gì với em ơi. Anh chỉ có biết nắm tay con gái bao giờ đâu, lần đầu tiên mà nắm tay em á hả, điện nó giật anh tưng tưng trên sân khấu nè. Nhưng mà hả, anh run lắm mà anh cũng ráng anh kìm lại. Xong rồi anh xuống sân khấu hả, anh cứ tưởng là bên chương trình sẽ cho số, nhưng mà không có, mình phải tự xin số. Lúc đó anh Quyền Linh anh mới nói là con ơi con nhớ số bạn gái nha, chứ nếu không hả là đi ra rồi chương trình không cung cấp số đâu. Anh sợ quá anh hả bám theo đuôi em chạy ra tới tận ở ngoài hả, em anh chưa có số, em chưa quên số em, chứ giờ mình bấm nút chọn nhau anh không biết tìm em ở đâu hết. Điều này á cũng minh chứng cho một việc là Bạn Muốn Hẹn Hò là một chương trình rất là uy tín. Không phải là chúng tôi chỉ làm việc với nhau ở trên sân khấu này. Ở sân khấu này nó không có diễn xuất, bởi vì Lan tham gia rồi thì Lan mới thấy là tất cả mọi cái ở trên đây nó đều rất là thật. Hồi lúc đầu á, người ta không tin chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đâu, người ta nghĩ đây là một cái game show. Diễn nữa. Diễn là vui thôi. Nhưng trải qua một thời gian rất nhiều cặp đôi lấy nhau á, thì cái niềm tin của Bạn Muốn Hẹn Hò được tăng lên cao và được gọi là các ông cụ, bà cụ cái thời xưa đó đến tận hiện trường. Và thậm chí có những cái chương trình á, Bạn Muốn Hẹn Hò là cả làng đi xem luôn. Tôi là bà nội ngoại của cháu Duyên. Hôm nay tôi rất vui mừng vì các cháu trong khi tìm hiểu đã đến ngày hạnh phúc. Lại xin hạnh phúc vì một phần là nhờ chương trình. Thì mong bên chương trình càng ngày càng mang hạnh phúc lại cho các cặp vợ chồng khác được như ý. Có cái chương trình này là các cháu nó mới có cầu nối được, nó mới kết duyên được với nhau. Thì chúng tôi cũng chả biết nói làm sao, thì cũng cảm ơn chương trình. Rồi cũng mong muốn làm sao là chương trình có nhiều những cuộc hẹn hò hơn. Trước là tôi cũng có theo dõi chương trình, nhưng mà cứ nghĩ là chương trình là dàn kịch để cho hay. Thế nhưng mà thực ra là cũng không phải. Tôi là Nguyễn Tiến Trung, là cậu ruột của cháu Duyên. Hôm nay rất là cảm ơn chương trình, vì thật sự là nhờ chương trình mà cháu Toàn với Duyên đến được với nhau. Đây là cái rất là hạnh phúc. Một lần nữa rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh chị của ban tổ chức, của ekip. Và chúc các anh chị một năm mới 2022 Nhâm Dần thật là hạnh phúc, nhiều sức khỏe, thành công. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch và có nhiều cặp duyên hơn nữa. Xin chào quý vị khán giả, xin chào ban biên tập. Tôi tên là Nguyễn Thị Dung, là mẹ của cháu Nguyễn Thị Thùy Duyên. Nhờ có chương trình mà hai cháu đã được lên xem chồng vợ. Trước khi cháu đi ghi hình chương trình hẹn hò thì cháu cũng không có nói gì với gia đình, dẫu bạn của cháu đăng ký với cháu ở trên truyền hình. Nhưng mà khi lên chương trình hẹn hò thì cháu có nói là mai là có tập phát sóng của con hẹn hò, mà gia đình tôi không có tin. Anh có tài lẻ gì không, hay là anh có nấu ăn ngon không? Rất là nhiều tài lẻ ngoài cái chuyên ngành của anh. Thì nấu ăn thì anh rất là thích nấu ăn. Nếu mà cùng với người yêu nấu ăn là còn tuyệt vời hơn nữa. Rồi tài lẻ của anh thêm nữa là anh còn cắt tóc vẫn được nữa. Cắt tóc nam thôi, cắt tóc nữ thì anh chưa. Bên cạnh đó thì anh chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Quen nhau đi thì anh có thể dành cho em bao nhiêu thời gian của anh? Trước dịch á thì anh mới về đây được có một tháng thôi. Thì anh làm hiện tại giờ làm tại nhà, làm online. Có thể là anh dành cho em buổi tối thì anh làm xong ban ngày. Nếu ban ngày vừa làm thì có thể anh vừa nói chuyện, nhắn tin cho em vẫn được. Khi coi chương trình hẹn hò thì đúng là cháu đi hẹn hò thiệt. Cho nên là gia đình
đầu tiên cũng hoang mang, nhưng sau khi chương trình hẹn hò các cháu được ghi hình và phát trên sóng truyền hình thì gia đình cảm thấy là rất là vinh dự. Cảm ơn chương trình. Nhân dịp năm mới, xin chúc quý vị khán giả đài truyền hình bước sang năm 2022 làm chương trình sẽ ghép được nhiều đôi và tạo mọi điều kiện cho những cặp đôi tham gia được nhiều hơn. Chúc cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò càng ngày càng phát triển, tạo được sự uy tín đối với nhiều cặp bạn trẻ tham gia. Vừa Linh nhớ tiếp một cái cặp Đình Thanh Lệ Hoa trong tập 356 đó. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn Nam. À, quê quán của em hả? Dạ đúng rồi. Còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Cũng dễ căng ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê cô ấy ở đâu. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long? Dạ, Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Dạ, chắc là ở Bình Phước ạ. Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Đố khó quá. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Em có mấy mối tình này, nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do, ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À. Dạ, chào anh. Ngay lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, ban đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ. Bữa đó Quỳ Linh với lại Hồng Vân cãi nhau vô chiếc nhẫn. Hồng Vân chú ý chiếc nhẫn thôi, còn Linh á là nói là với chú chiếc nhẫn chú ý cái việc là chàng trai cầu hôn bằng cái tâm của mình. Đi tham gia Bảo Nguyên Hò làm gì tặng nhẫn vàng thiệt thiệt đó quý vị, cho thấy rằng ta rất là tôn trọng. Bí quyết cho thấy rằng các bạn đi tham gia Bảo Nguyên Hò hãy
chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng, đầu tư nha. Chứ mình cứ nghĩ rằng ôi có gì tặng đó, gì đó đơn giản, phải đâu, đầu tư về quà tặng cho nó có ý nghĩa. Đúng rồi đó, ông Mai nói cái câu này rất là hay, đó là đầu tư quà tặng có ý nghĩa, chứ không phải là chúng tôi khuyến khích các bạn đầu tư những món quà có giá trị. Đúng rồi. Giá trị về mặt tinh thần, chứ còn giá trị về mặt vật chất thì nó sẽ tùy vào cái hoàn cảnh của từng người tham gia chương trình thôi. Đúng rồi. Một cặp đôi nữa là Tuấn Khanh và Quý Thắng. Tên cô gái rất là dễ thương, tức là Quý Thắng. Tên mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ, ở tập 714 luôn. Khanh ở Lâm Đồng, cô gái thì ở Vĩnh Long, cái khoảng cách rất là xa luôn á Lan. Em tên là Quỳnh Tấn Khanh, sinh năm 1986. Cuộc sống của em thì trước thì cũng có lập gia đình và đã ly hôn. Em thì em chuyên về cấy mô, về cây trồng, cây ăn trái, hoa cảnh và kể cả giống hoa lan và lai tạo những cái giống mới. Em thì em nghĩ rất là đơn giản, mình không thể cho người ta được cái hạnh phúc thì mình trả tự do để cho người ta tự tìm cái hạnh phúc mới của người ta, phù hợp hơn với người ta. Tại vì cái thời gian làm việc của em bây giờ nó chiếm rất là nhiều. Em bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ rưỡi đêm. Không, em làm nhà nước, buổi tối em đi làm thêm. Em đi phụ việc, phụ bếp á, cho một quán ăn nữa. Cặp này thì con trai á đòi tâm sự riêng với nhà trai, tức là tâm sự riêng với Dượng á. Con trai của cô gái Vĩnh Long mới nói rằng là mai mốt chú có buồn gì á, chú qua chú tâm sự với con. Hay quá. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm, chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều. Con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Trời, thấy nó thân thiện ghê không? Cô gái chưa có đồng ý, nhưng con trai đã đồng ý ngay từ đầu rồi. Chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ, tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi, hợp với chú, bởi vì với chú thì... luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa, bất kể hoa gì. Theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Trời ơi, con kết chú này lắm rồi. Con ơi, mẹ đi coi mà, nó phải con đi coi, sao con kết lẻ vậy? Vậy rốt cuộc là chú từ ở trên Lâm Đồng chú về Vĩnh Long. Anh ấy về Vĩnh Long với cô gái ấy. 3, 2, 1. Hay quá, trời ơi, bấm đông điện luôn. Hãy nắm tay nhau, hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau ha. Đây, con có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, con mê chú này quá rồi, đúng không? Và họ đang rất là hạnh phúc, họ lấy nhau rồi rất hạnh phúc. Cô gái Vĩnh Long hay gửi hình cho chương trình là anh này, lúc mà anh về tự nhiên thấy anh đổ bóng ra. Đổ bóng là sao? Đổ bóng tức là hay lấy đồ của vợ mặc á, lấy áo đầm của vợ mặc, rồi lấy váy cưới của vợ mặc này kia. Không lẽ tình mẹ duyên con? Chứ thật ra là gì? Hai vợ chồng giỡn cho vui thôi. Đó là những cái giây phút mà có thể là chàng trai muốn bù đắp, muốn tìm lại những cái nụ cười đã mất của cô gái. Đúng rồi. Đó là một số cái câu chuyện mà họ đã cưới nhau nha quý vị nha. Còn rất nhiều câu chuyện trước nữa. Tôi nghĩ rằng trong ngày đầu năm này Linh nói như thế để truyền tải những cái thông điệp cho Ngọc Lan là yên tâm, là chắc chắn sắp tới đây năm 2022 sẽ có những cặp Ngọc Lan làm mai làm mối đó, sẽ lấy nhau. Một cái ekip của Bạn Muốn Hẹn Hò không phải chỉ có hai MC mà còn có cả một cái đội ngũ âm thanh, ánh sáng, quay phim, dựng phim, đạo diễn rất là nhiều, gần chắc cũng phải thiết gần kế nữa. Gần 30 con người đồng. Tạo nên những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và nhân năm mới thì Quỳnh Linh cũng thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng cảm ơn những người đã đồng hành với Quỳnh Linh, như là Cát Tường nè, Nam Thư nè, Hồng Vân nè, bây giờ đến Ngọc Lan, thì ai cũng hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Và Quỳnh Linh hy vọng rằng quý vị hãy ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn Ngọc Lan đã đồng hành với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khi làm việc với nhau, hai người gần như cũng có sự đồng điệu với nhau. Không chỉ có những hạnh phúc đâu, mà đâu đó cũng có rất nhiều giọt nước mắt trên Bạn Muốn Hẹn Hò này. Có lần Quỳnh Linh ôm Cát Tường vào, những giọt mắt đã rơi xuống. Có lần Quỳnh Linh ôm Nam Thư vào, những giọt mắt cũng đã rơi xuống. Một lần Nam Thư cũng đấu tranh với một cái cặp đôi về anh chàng đó, nói rất là hay nhưng mà không bấm nút. Cũng có lần Hồng Vân rơi nước mắt, cũng có lần Ngọc Lan rơi nước mắt, và cũng có lần mà nhiều lần nữa. Như vậy cho thấy Bạn Muốn Hẹn Hò nó quá nhiều cảm xúc quý vị.
cảm ơn tất cả điều đó. Chúc quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe. Và như lời của chú Quyền Linh nói thì 2022 là một năm bùng nổ. Việc mà chúng ta chưa làm được trong năm 21 thì năm 22 chúng ta sẽ làm được và sẽ làm được tốt hơn nữa. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt nha quý vị nha. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng đầu năm. Xin chào tạm biệt, chúc mừng năm mới.